Đội hình chính thức của đội tuyển U17 Việt Nam ra sân ngày hôm nay có 5 sự thay đổi người so với trận chung kết U16 thất bại trước Indonesia với tỷ số 1-0. Đó là những sự xuất hiện của Bảo Ngọc, của Quốc Trung, Văn Thành, Văn Nam và Lê Phát. Hy vọng rằng đó sẽ là một điều mới mẻ cho đội tuyển của chúng ta. Và như vậy, trận đấu đã bắt đầu trong hiệp đấu đầu tiên U17 Việt Nam trong trang phục màu đỏ ở phần sân bên phía tay trái mảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Đá Bắc Trung Hoa trong trang phục toàn trắng sẽ ở phần sân bên phía tay phải. Để tiện cho sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, một lần nữa chúng tôi xin được giới thiệu lại đội hình ra quân của cái đội. Đội xuất phát của U17 Việt Nam trong thành đó là thủ môn số 22 Nguyễn Bảo Ngọc, các thủ số 6 Nguyễn Công Phương băng đội trưởng, số 9 Nguyễn Lê Phát, số 12 Phùng Văn Nam, số 13 Nguyễn Hữu Trọng, số 15 Bùi Hoàng Sơn, số 16 Lê Đình Long Vũ, số 18 Phan Thanh Đức Thiện, số 19 Nguyễn Trung Nguyên, số 20 Phan Văn Thành, số 21 Phan Nguyễn Quốc Trung. Huấn luyện viên trưởng của U17 Việt Nam đó là ông Nguyễn Quốc Tuấn. Về đội xuất phát của đội khách U17 Đài Bắc Trung Hoa, trong thành đó là thủ môn số 12 Su Wei Xiang, các thủ số 3 Li Yanju, số 4 Ji Jiun, số 5 Li Jie Xing, số 7 Cung Chi Yu, số 8 mang băng đội trưởng đó là Ye Ching Chun, số 10 Lắc Lắc Sen, số 13 Xiu Si Wei, số 15 Tan Yiyao, số 21 Li Xin, số 23 Chiang Kai Wei. Huấn luyện viên trưởng của U17 Đài Bắc Trung Hoa đó là ông Sai Wen Gi. Ngay từ những quả giao bóng đầu tiên thì U17 Việt Nam với tư cách là đội chủ nhà và cũng được đánh giá cao hơn đã ngay lập tức tràn sang phần sân của Đài Bắc Trung Hoa. Đội hình của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn vẫn chơi với sơ đồ 3-4-3, một sơ đồ quen thuộc mà họ đã thi đấu tại U16 Đông Nam Á và đã giành được ngôi vị Á quân. Bộ ba trung vệ của U17 Việt Nam gồm có tân binh Văn Thành là cầu thủ mang áo số 20 chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình, trung vệ của đội U17 Sông Lam Nghệ An với chiều cao rất tốt 1m81. Ở vị trí trung vệ chính giữa là Hữu Trọng, trung vệ đội trưởng của U17 Sài Gòn, đội bóng đã xuất sắc giành chiếc huy chương bạc của giải vô địch quốc gia U17 vừa rồi. Và lệch trái là Trung Nguyên, trung vệ đến từ U17 FC Đà Nẵng. Vừa rồi là đường truyền của Quốc Trung, một trong hai tiền vệ trung tâm của U17 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Rất tự tin, đó là những tình huống xử lý của Long Vũ. Tại giải U16 Đông Nam Á thì Long Vũ chơi ở vị trí tiền đạo cánh phải, nhưng lúc này Long Vũ lại đang chơi ở vị trí dọc theo hành lang cánh trái. Và đây cũng là một trong tân binh của U17 Lê Phát. Pha xử lý rất tự tin của Lê Phát. Ở thời điểm này Lê Phát mới có 15 tuổi. Đây là thành viên của đội U15 và U17 PVF. Cầu thủ đã chơi 2 trận chung kết ở lứa tuổi U15 và U17 trong quãng thời gian vừa qua và giành một chiếc huy chương bạc, một chiếc huy chương vàng. Một cầu thủ đang có được sự thăng tiến rất lớn trong quãng thời gian vừa qua. Và vị trí chính thức trong màu áo U17 Việt Nam là một trong những minh chứng cho thấy sự tiến bộ của Lê Phát. Hai sự bổ sung cho U17 quốc gia ở thời điểm hiện tại đều sinh năm 2007 và đó là những sự bổ sung vô cùng chất lượng. Và đây sẽ là một tình huống đá phạt trực tiếp hết sức nguy hiểm của U17 Việt Nam. Người thực hiện tình huống đá phạt này đó là Lê Phát. Công Phương, đội trưởng Công Phương sẽ là người thực hiện tình huống đá phạt trực tiếp cho U17 Việt Nam. Ở phía trong lúc này U17 Việt Nam có rất nhiều những cái tên ấn tượng, đặc biệt là trung vệ Hữu Trọng, người cũng đã từng ghi bàn cho U16 Việt Nam. Rất hay, tuyệt hay. Cú đá quá hay của các cầu thủ U17 Việt Nam. Một tình huống phối hợp rất bất ngờ. Và người đã dứt điểm là cầu thủ mang áo số 16 Lê Đình Long Vũ. Công Phương và Long Vũ cũng là một trong những cặp bài trùng thi đấu ấn tượng tại giải U16 Đông Nam Á. Và vừa rồi thì họ đã tạo nên một tình huống phối hợp rất hấp dẫn, cú đá phạt rất bất ngờ. Thực tế thì Đài Bắc Trung Hoa là đội bóng chưa bao giờ tham dự một vòng chung kết của U17 châu Á cả. Trong khi đó thì Việt Nam đã 7 lần tham dự giải đấu này. 62-22 trận đấu tại các vòng chung kết của U17 châu Á thì Việt Nam thắng 4, hòa 5
và thua 14. Thành tích tốt nhất của chúng ta đó là vị trí thứ tư của năm 2000. Phùng Văn Nam, Phan Văn Thành, đây là Hữu Trọng. Hữu Trọng là cầu thủ duy nhất của U17 Sài Gòn góp mặt ở đội tuyển U17 quốc gia. Ở U17 Sài Gòn thì Hữu Trọng đeo băng đội trưởng và cũng chơi ở vị trí trung tâm của hàng phòng ngự. Và xử lý rất khéo léo của Công Chin Yu. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu mà đội tuyển U17 Việt Nam sẽ tạo ra nhiều sức ép và kiểm soát bóng nhiều hơn. Cũng không khác gì một thế trận mà U17 Thái Lan đã tạo ra trước Nepal. Trong trận đấu sớm nhất của khu vực bảng F này, Thái Lan giành chiến thắng 3-0 trước Nepal. Nhưng thực tế, nếu ai theo dõi trận đấu đó thì cao thủ U17 Thái Lan phần nào đó vẫn có những hạn chế nhất định. Không hẳn là một thế trận mà Thái Lan thực sự đã có một thế trận áp đảo hoàn toàn so với Nepal. Phải sang tới hiệp 2 thì cao thủ Thái Lan mới có được những bàn thắng thứ 2 và thứ 3. Kịp không? Đó là tình huống băng lên của Long Vũ. Nhưng có vẻ như đã có lỗi việt vị của cầu thủ mang áo số 16 Lê Đình Long Vũ. Có lẽ là việt vị chỉ một bước chân thôi. Trong pha bóng vừa rồi chúng ta cũng có thể thấy được line phòng ngự của Đài Bắc Trung Hoa hoạt động tương đối tốt. Đây là những thành viên trong ban luyện của đội tuyển U17 Việt Nam, trưởng đoàn huấn viên Kỳ Cựu Hoàng Anh Tuấn và huấn viên trưởng là huấn viên Nguyễn Quốc Tuấn, cựu thủ môn của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đội hình của U17 Việt Nam ngày hôm nay có đội hình siêu tấn công khi mà họ chỉ có 3 cầu thủ phòng ngự đúng nghĩa xuất hiện trong đội hình chính thức. Đó là 3 trung vệ Văn Thành, Hữu Trọng và Trung Nguyên. Ngay cả những cầu thủ chạy cánh của đội tuyển U17 Việt Nam cũng là các tiền đạo. Cầu thủ mang áo số 16 Lê Đình Long Vũ vốn dĩ là một tiền đạo phải, lúc này đang được xếp chơi vị trí dọc bên hành lang cánh trái. Đây là đường truyền hướng đến vị trí của Long Vũ. Cú chéo bóng một rất tốt, vẫn là Long Vũ, rất tự tin. Long Vũ! Không có quả penalty cho U17 Việt Nam. Long Vũ đã ngã, nhưng có vẻ như đó là một tình huống mà số 16 đã nỗ lực và bị vấp, chứ không phải là một tình huống phạm lỗi từ phía sau của U17 Đài Bắc Trung Hoa. Đúng là như vậy. Hơi tiếc cho pha xử lý vừa rồi của Long Vũ. Vừa rồi là một tình huống xử lý chính xác đến từ trọng tài Asorani. Một tình huống hậu vệ bên phía Đài Bắc Trung Hoa đã không phạm lỗi với cầu thủ của chúng ta. Nhưng pha đột phá vừa rồi của Long Vũ cũng là một những điều mà cao thủ U17 Việt Nam sẽ cần phải làm nhiều hơn ở trong trận đấu này. Với một hệ thống phòng ngự dày đặc của cao thủ Đài Bắc Trung Hoa thì những tình huống đột phá cá nhân như vừa rồi sẽ tạo ra nhiều những điểm nhấn hơn để giúp cho hệ thống phòng ngự của Đài Bắc Trung Hoa sẽ bị sộc sạch, và từ đó chúng ta sẽ tạo được ra những cơ hội về phía cầu môn của đội bạn. Đài Bắc Trung Hoa đang sử dụng nhiều pha vào bóng quyết liệt, thậm chí là những tình huống vào bóng bằng gầm giày. Nhưng vừa rồi thì đó là một tình huống phạm lỗi của cầu thủ áo số 7, nhưng đã không có tiếng còi nào vang lên. Lúc này thì U17 Việt Nam đang triển khai khá nhiều những tình huống tấn công theo hướng cánh trái, nơi có sự góp mặt của Lê Đình Long Vũ. Với hệ thống 3-4-3 như thế này thì rõ ràng là hai cầu thủ chạy cánh trong một thế trận gặp một đối thủ chơi phòng ngự số đông và thấp như thế này sẽ là một điều cần thiết. Bởi rõ ràng tốc độ của Long Vũ và kỹ thuật của cầu thủ này sẽ là điểm nhấn nơi phía làng cánh trái. Đây là tình huống đột phá chưa thành công của Lê Phát, và cầu thủ phòng ngự của Đài Bắc Trung Hoa đã có một tình huống xử lý khôn ngoan để thoát được một quả phạt góc.
Lúc này thì đội bạn chủ yếu chơi bóng dài và rõ ràng là không hề khó khăn với việc đội tuyển chúng ta hóa giải những tình huống phát bóng từ vườn sân nhà của U17 Đài Bắc Trung Hoa. Thời gian trận đấu mới diễn ra vào khoảng 10 phút thôi. Và lúc này thì thể lực của cao thủ U17 Đài Bắc Trung Hoa vẫn còn khá ổn. Và để có được bàn thắng vào thời điểm này cũng không phải là điều đơn giản với cao thủ trẻ của chúng ta. Chúng ta cần thêm thời gian nữa. Và nếu như chỉ cần có bàn thắng thôi thì các bàn thắng sau sẽ tới một cách dễ dàng hơn. Phùng Văn Nam vẫn là những đường chuyền dọc biên cho Lê Phát. Nhưng cầu thủ mang áo số 21 trung vệ Lý Sang đang chơi rất tập trung. Đúng như Quốc Hưng đã chia sẻ, lúc này thể lực của Đài Bắc Trung Hoa vẫn đang còn khá ổn và họ đang rất tích cực đeo bám và ngăn cản những tình huống lên bóng của chúng ta. Nhưng có một điểm cũng dễ nhận thấy, đó là các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam cũng đang mạnh dạn đẩy cao đội hình và pressing đối phương ngay ở phần sân của Đài Bắc Trung Hoa. Hai trung vệ của U17 Việt Nam cũng thường xuyên tràn sang phần sân của đối phương. Công Phương đã có tình huống đẩy sau nhưng không có tiếng còi nào vang lên. Quốc Trung, bước vào sân, nguy hiểm, không vào. Đó là pha xử lý của cầu thủ mang áo số 18 Phan Thành Đức Thiện. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý tự tin và rất kỹ thuật của Phan Thành Đức Thiện, tiền đạo đến từ U17 FC Đà Nẵng. Anh Quốc Hưng nhận xét thế nào về pha xử lý của cầu thủ trẻ mang áo số 18 của chúng ta? Rất gọn gàng và tinh tế, chỉ thiếu một chút chính xác nữa thôi. Và đó là phát dứt điểm nguy hiểm được coi là thứ hai của các cầu thủ trẻ chúng ta trong trận đấu này. Đúng là chỉ cần một chút chính xác nữa thôi là chúng ta sẽ có bàn thắng mở tỷ số. Và nếu cứ chơi như thế này thì rõ ràng là với cá nhân tôi tin rằng trong hiệp 1 chúng ta sẽ có bàn thắng. Thậm chí nếu có bàn thắng sớm thì chúng ta sẽ có hai bàn thắng trong hiệp 1. Chúng ta đã có những tình huống lên bóng nguy hiểm của Long Vũ và của Đức Thiện. Đó đều là những cựu binh đã thi đấu rất thành công tại giải U16 Đông Nam Á. Bây giờ thì chúng ta mới thấy Bảo Ngọc xuất hiện. Bởi vì thời gian trước đó bóng chủ yếu chỉ lăn ở phần sân của U17 Đài Bắc Trung Hoa. Công Phương, Phùng Văn Nam, Lê Phát, vẫn là Lê Phát. Nhà tuyến 2 đi. Phùng Văn Nam rất khéo léo và tự tin nhưng chưa thể dứt điểm. Có tới 9 cầu thủ áo trắng phòng ngự trong pha bóng vừa rồi và họ chỉ cắm một bình lắc sen ở phía trên mà thôi. Long Vũ không được. Long Vũ đã cố gắng đột phá nhưng không thể tạo ra được sự khác biệt khi trước mặt Long Vũ là hai cầu thủ phòng ngự áo trắng. Rồi là một tình huống phạm lỗi của số 16 U17 Việt Nam. Rõ ràng với một thế trận như thế này thì chúng ta thậm chí hướng tới một chiến thắng nhưng cũng cần phải tránh những thẻ phạt không đáng có. Cần phải có một sự kiên nhẫn nhất định. Đây mới là những phút đầu của trận đấu này thôi. Công Phương, Lê Phát đã có lỗi của các cầu thủ phòng ngự U17 Đài Bắc Trung Hoa và chúng ta sẽ có cơ hội. Đây sẽ là một tình huống đá phạt trực tiếp khá nguy hiểm. Cự ly chỉ khoảng 22m. Góc sút rất rộng. Có lẽ người sẽ thực hiện quả đá phạt này là đội trưởng Công Phương. Công Phương sinh năm 2006 và đến từ trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel để làm cầu thủ quê ở Hải Dương. Ở U16 Đông Nam Á thì Công Phương cũng đeo băng đội trưởng và cũng mặc chiếc áo số 6. Cũng đã có những bàn thắng rất quan trọng cho U16 Việt Nam. Có vẻ như đó sẽ là một tình huống treo bóng. Cú đá thẳng, nguy hiểm, vẫn còn. Đã có tiếng còi vang lên và không hiểu chuyện gì xảy ra. Có vẻ như bàn thắng đã không được công nhận. Ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị cũng đang hết sức tiếc nuối. Có lẽ trọng tài chính Asanani cho rằng
Cầu thủ của U20 Việt Nam đã phạm lỗi với thủ môn Sang Quay Sang bên phía U20 Đài Bắc Trung Hoa. Thực chất là Bùi Hoàng Sơn đã không phạm lỗi, không làm gì trong pha bóng này. Đó là một pha bóng mà thủ môn của U20 Đài Bắc Trung Hoa bắt bóng không chắc, bóng đập vào người của Bùi Hoàng Sơn và bật ra. Bùi Hoàng Sơn cũng là người đã trực tiếp thực hiện tình huống dứt điểm cuối cùng. Anh cũng không hề mắc lỗi việt vị và đây là một quyết định sai của tổ trọng tài. Chính xác là như vậy. Vừa rồi là một quyết định sai lầm đến từ trọng tài chính Mohamed Asarani với quyết định thổi phạt của cao thủ U20 Việt Nam. Chúng ta xem lại tình huống này. Lẽ ra phải có bàn thắng dành cho cao thủ U20 Việt Nam. Rất tiếc chúng ta chưa có được bàn thắng ở phút thứ 16. Nhưng nếu cứ chơi như thế này thì rõ ràng bàn thắng cũng sẽ tới thôi. Bùi Hoàng Sơn là tiền đạo sinh năm 2006 đến từ lò đào tạo PVF. Bùi Hoàng Sơn cũng là tiền đạo chủ lực của U16 Việt Nam tại giải đấu Đông Nam Á. Và đây là Công Phương, người đã thực hiện tình huống đá phạt khá uy lực và thủ môn của U17 Đài Bắc Trung Hoa đã không thể bắt được dính bóng. Lúc này thì một những cái tên đáng chú ý nhất bên phía Đài Bắc Trung Hoa đó là tiền đạo Lai Mỹ Lang Lắc Sen vẫn chưa có được cơ hội để thể hiện mình. Rõ ràng là với một thế trận như thế này thì rất khó để cho Lang Lắc Sen có thể tạo được dấu ấn, khi mà những đường lên bóng của Đài Bắc Trung Hoa chủ yếu là những đường bóng dài. Phùng Văn Nam, Phan Văn Thành. Phùng Văn Nam và Phan Văn Thành đều là những sự bổ sung cho U20 Việt Nam tại giải đấu. Họ đều không tham gia và không được thi đấu thường xuyên tại U16 Đông Nam Á. Phan Văn Thành. Những pha xử lý rất lóng ngóng đến từ thủ môn và các cầu thủ phòng ngự của Đài Bắc Trung Hoa. Điều các cầu thủ tấn công của U20 Việt Nam cần làm bây giờ là điềm tĩnh và thực hiện những pha phối hợp một cách chính xác, nhuần nhuyễn. Hơn một chút thôi là chúng ta hoàn toàn có thể xuyên phá được hàng phòng ngự của đội bóng U17 Đài Bắc Trung Hoa. Đây mới là phút thứ 18 của trận đấu và chúng ta cũng đã có rất nhiều những cơ hội dứt điểm nguy hiểm rồi. Rất nguy hiểm. Phùng Văn Nam căng ngang vẫn còn. Dứt điểm. Tỷ số được mở. Người ghi bàn đó là Hoàng Sơn. Đúng như nhận định. Nếu cứ chơi như thế này thì chắc chắn là bàn thắng sẽ tới với U20 Việt Nam thôi. Và phút thứ 18, tỷ số là 1-0 cho cao thủ U20 Việt Nam. Pha đo bóng ở nhịp 2 rất đẹp của Hoàng Sơn và sau đó là tình huống duỗi mù tung nóc lưới của thủ thành Sang Quay Siang bên phía U20 Đài Bắc Trung Hoa. Điều gì đến cũng phải đến sau những phút liên tục tổ chức tấn công và tạo ra nhiều những tình huống tấn công sóng gió về phía khung thành của Đài Bắc Trung Hoa thì cuối cùng U17 Việt Nam cũng đã tìm thấy bàn thắng. Đó là một pha dàn xếp tấn công rất bài bản, một đường xẻ nách vừa tầm để Phùng Văn Nam băng lên và người đã dứt điểm cuối cùng là Bùi Hoàng Sơn. Chân sút chủ lực của U17 PVF đã có một pha xử lý có thể nói là rất bình tĩnh, tự tin và vô cùng hợp lý. Không chơi bóng và sau đó dứt điểm nửa đẩy bằng chân trái. Cú đá giống như bình luận viên Trịnh Phương đã nói là không thể cản phá. Quá kỹ thuật và cực kỳ đẹp mắt. Hoàng Sơn sinh năm 2006, chàng trai quê ở Hải Phòng. Và năm nay đây đã là trận đấu thứ khoảng 50 của Bùi Hoàng Sơn trong năm 2022. Hoàng Sơn thi đấu ở đội U19 PVF, 17 PVF và cả hạng nhì PVF nữa. Một tình huống đầm vô lê tuyệt đẹp của Hoàng. Như nói thì rõ ràng chúng ta chỉ cần một chút chính xác nữa thôi là bàn thắng sẽ tới. Chắc chắn là hiệp 1 chúng ta chưa dừng lại. Thế khai thông đã được mở và tâm lý của cầu thủ chúng ta sẽ thoải mái hơn rất nhiều ở những phút còn lại ở trong hiệp 1 này thôi.
Và đương nhiên lúc này thì U17 Đài Bắc Trung Hoa cũng sẽ khó lòng để có thể chơi phòng ngự được nữa. Họ sẽ phải dâng cao đội hình. Và lúc đó sẽ là lúc mà cao thủ trên hàng công của U17 Việt Nam sẽ thoải mái hơn với việc triển khai và tổ chức những đợt tấn công theo nhóm. Quốc Trung, Hoàng Sơn cũng chính là một trong 4 cầu thủ đã ghi bàn thắng trong trận đấu tập giữa U17 Việt Nam và U19 Viettel diễn ra vào ngày 3 tháng 10. Sau đó diễn ra vào ngày 30 tháng 9. Trận đấu đó thì U17 Việt Nam sau khi trở về từ Nhật Bản đã có được một trận đấu giao hữu rất bổ ích với U19 Viettel. Họ đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Lê Đình Long Vũ. Lỗi việt vị của Long Vũ mất rồi. Đó là một pha bóng mà Long Vũ cần phải rút kinh nghiệm. Bởi vì những cầu thủ chạy cánh họ sẽ có được khả năng quan sát. Nhưng đây cũng là một trong những pha bóng có thể nói là cực kỳ nhạy cảm. Thực tế là khi không có công nghệ VAR, chúng ta cũng phải dành những sự thông cảm nhất định cho các trợ lý biên. Vì trong một khoảnh khắc nhanh như vậy, ngắn như vậy, các trọng tài sẽ phải quyết định ngay. Và thường thường thì họ sẽ lựa chọn cách an toàn. Phùng Văn Năm. Rất tiếc là bóng đã đi hết đường biên dọc. Trong đội hình của U7 Việt Nam tham gia trận đấu này có khá nhiều những cầu thủ đến từ lò đào tạo của Sông Lam Nghệ An. Có tới 4 cái tên, chính xác là 5 cái tên của Sông Lam Nghệ An. Lạc La Sen rất nguy hiểm. Nguy hiểm! Bảo Ngọc đã phải trổ tài. Và vừa rồi là một tình huống phòng ngự sơ của các cầu thủ U17 Việt Nam. Họ sẽ phải rút kinh nghiệm rất nhiều với pha bóng vừa rồi. Một pha bóng mà rất đông các cầu thủ phòng ngự áo đỏ nhưng đã chơi hoàn toàn bị động và thiếu quyết tâm để cho các cầu thủ U17 Đài Bắc Trung Hoa có cơ hội dứt điểm. Vẫn là Lạc Lạc Sen với những bước chạy và những tình huống xử lý bóng rất thông minh. Pha xử lý không tốt của Công Phương như một đường truyền hai để cho cầu thủ tiền vệ Mao số 5 Liang Chia Sinh băng lên thực hiện tình huống dứt điểm. May mắn cho U17 Việt Nam là tình huống dứt điểm của cầu thủ tiền vệ trung tâm bên phía U17 Đài Bắc Trung Hoa quá nhẹ và lại gần với vị trí của Bảo Ngọc. Đó thực sự là một tình huống mà U17 Việt Nam đã thoát thua. Rồi có thể thấy là những phút thi đấu tương đối trật choạc nơi hàng thủ của U17 Việt Nam cần phải cẩn trọng hơn. Rõ ràng là thi đấu với bất kỳ một đối thủ nào, chúng ta cũng dành cho họ những sự quan tâm và những sự nể trọng nhất định. Không thể có những sự chủ quan được. Trước giải đấu này thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U17 Việt Nam ông Nguyễn Quốc Tuấn cũng đã có những phát biểu rất thận trọng. Đức Thiện. Vẫn là Đức Thiện. Và xử lý tốt của Đức Thiện. Bùi Hoàng Sơn. Công Phương. Không được. Đó là một đường truyền có phần ẩu của Công Phương. Nhưng cùng với đó là những pha xử lý khá vô duyên của các cầu thủ đội khách U17 Đài Bắc Trung Hoa. Các cầu thủ U17 Đài Bắc Trung Hoa đã thiếu sự quan sát. Và vừa rồi thì đội trưởng của họ, tiền vệ Mao số 8 Yen Trinh Phân đã sút vào đúng mặt người đồng đội của mình. Nhưng đây có lẽ là một quãng nghỉ cần thiết đối với U17 Việt Nam. Bởi vì chúng ta mới là đội bóng vừa trải qua hai pha bóng thực sự nguy hiểm ở phần sân nhà. U17 Đài Bắc Trung Hoa chỉ dựa vào mỗi sức mạnh và tốc độ càn lướt của tiền đạo Mao số 10, cầu thủ Lai Mỹ Lạc Lạc Sen. Nhưng trong pha bóng vừa rồi, chính anh đã gây nên sự sóng gió và đã khiến cho thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc phải trổ tài. Và nhân pha bóng này, chúng ta cũng phải nói thêm một chút về người đang chấn giữ khung thành của đội tuyển U17 Việt Nam. Nguyễn Bảo Ngọc, thủ môn năm nay mới có 15 tuổi, sinh năm 2007, chiều cao là 1m82. Và vừa rồi, Bảo Ngọc chính là thủ môn xuất sắc nhất của vòng chung kết U15 và cũng là thủ môn xuất sắc nhất của vòng chung kết U17 toàn quốc. Thành tích thực sự là ấn tượng và ngay lần đầu góp mặt
thì ngay lập tức bà Ngọc đã lấy được vị trí thủ môn số 1 của đội tuyển U17 Việt Nam. Nói về bà Ngọc thực sự rất nhiều ấn tượng, và đây chính là bàn thắng quá đẹp, bàn thắng mở tỷ số trận đấu này của Bùi Hoàng Sơn. Và khống chế bước 1, sau đó là tình huống demi volley rất hay. Với tình huống dứt điểm như này thì có lẽ là không một thủ môn nào có thể cản phá được, chứ chưa nói tới thủ môn của U17 Đài Bắc Trung Hoa. Cũng phải nói thêm rằng đây là một trong những tình huống dàn xếp tấn công bài bản và mang dáng dấp của đội tuyển quốc gia. Bởi vì quý vị và các bạn cũng biết lúc này U17 đang chơi với sơ đồ 3-4-3, sơ đồ mà huấn viên Park Hang-seo rất ưa thích, và nhiệm vụ tấn công biên sẽ phụ thuộc khá nhiều vào những cầu thủ chạy cánh. Pha dâng lên vừa rồi của Phùng Văn Nam không khác gì những tình huống dâng biên của Văn Thanh hay Hồ Tấn Tài. Công Phương, tình huống pressing cắt bóng quá hay của Công Phương. Long Vũ, Lê Đình Long Vũ, Bùi Hoàng Sơn. Cú đá quá đẹp của Lê Phát, một tình huống phối hợp cực kỳ bài bản của các cầu thủ U17 Việt Nam. Bóng chuyền vào từ cánh trái, Hoàng Sơn nhả bóng vừa tầm và Lê Phát đã ngả người thực hiện một động tác vô lê cực kỳ chuẩn mực. Và có lẽ nhắc đến Lê Phát thì bình luận viên Trịnh Quốc Hưng sẽ có rất nhiều những kỷ niệm. Thực tế thì rất nhiều những kỷ niệm với cả Lê Phát và thủ thành Nguyễn Bảo Ngọc nữa. Cơ hội khá nguy hiểm. Một lần nữa thì Bảo Ngọc lại xuất sắc trong pha bóng này, nhưng thủ thành của U17 Việt Nam đã bị đau. Một va chạm rất mạnh vào phần đùi của thủ thành bên phía U17 Việt Nam. Nhưng chúng ta có thể thấy là trong những phút vừa qua thì hàng phòng ngự 3 người của các cầu thủ trẻ chúng ta đã phần nào đó bị xáo trộn bởi những pha lên bóng của các cầu thủ U17 Đài Bắc Trung Hoa. Một vị trí đứng tương đối sộc sạch, và có thể thấy là một mình Hữu Trọng đã đứng quá sâu nơi hàng phòng ngự 3 người. Trong khi đó thì những trung vệ còn lại như Trung Nguyên hay Phan Văn Thành thì lại dâng lên quá cao. Nhắc đến Bảo vẫn nhớ như in tình huống mà Bảo Ngọc đã đối mặt với tiền đạo của U15 PVF trong trận chung kết giữa U15 PVF và U15 Sông Lam Nghệ An. Trận đấu mà Bảo Ngọc cũng đã thi đấu rất hay và giúp cho U17 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Tình huống băng ra và xử lý vô cùng chính xác. Rất may mắn là Bảo Ngọc đã có thể tiếp tục trận đấu này, không có vấn đề gì cả. Ngoài với việc chiều cao tốt, là có thể thấy là thể hình của Bảo Ngọc cũng rất ấn tượng. Thể hình của anh khá dày. Thì nhớ năm nay Bảo Ngọc mới chỉ có 15 tuổi thôi và anh còn phát triển rất nhiều nữa. Vòng chung kết U13 thì Bảo Ngọc đã là thủ thành xuất sắc nhất rồi. Trong khi đó thì Lê Phát cũng đã là một thủ cực kỳ xuất sắc tại vòng chung kết U13. Hôm đó thì giải đấu diễn ra tại Sông Lam Nghệ An. Và tôi nhớ rằng hình như là vòng loại diễn ra trên chính sân Đồng Việt Trì này. Và lúc đó thì bình viên Trịnh Quốc Hưng đang còn là huấn luyện viên trưởng của U13 Hà Nội đúng không ạ? Lúc đó thì Lê Phát thực sự là một cầu thủ để lại cho tôi quá nhiều ấn tượng ở lứa tuổi mà anh đã góp mặt. Thực sự là một cầu thủ nổi bật và khác hoàn toàn so với những gì mà cầu thủ U13 làm được ở thời điểm đó. Lê Phát rất tự tin. Vẫn là Lê Phát, quả người rất ngọt. 15 tuổi nhưng đang thi đấu một cách rất chững chạc ở hành lang cánh phải theo hướng tấn công của U17 Việt Nam. Phùng Văn Nam, Bùi Hoàng Sơn, Lê Phát rất nhịp nhàng. Văn Nam, Phùng Văn Nam rất tự tin. Văn Nam vốn dĩ cũng là một tiền đạo nên kỹ năng xử lý bóng và qua người của Phùng Văn Nam là rất tự tin và rất khéo léo. U17 Việt Nam đang cho thấy được những nét sáng sủa trên mặt trận tấn công, nhưng mặt trận phòng ngự họ cũng cần phải chơi bóng tập trung hơn nữa. Họ đã để cho đối phương có tới 3 cơ hội trong những phút đã qua của trận đấu này, đặc biệt là khoảng 10 phút trở lại gần đây. Rất đáng tiếc người dứt điểm là Hoàng Sơn, cần phải làm tốt hơn cho pha bóng vừa rồi. Một vị trí đánh đầu thực sự là rất tốt, nhưng pha tiếp xúc cuối cùng của Hoàng Sơn thì lại không chính xác. Chính xác hơn là Hoàng Sơn đã đánh đầu hụt và bóng đã chạm vai của cầu thủ này. Nếu như trong pha bóng vừa rồi Hoàng Sơn tiếp xúc bóng tốt
bằng đầu thì có lẽ tỷ số đã là 2-0 và có bàn thắng thứ hai cho cầu thủ của chúng ta. Có vẻ như Bùi Hoàng Sơn cũng đã bị khuất tầm nhìn trong pha bóng vừa rồi, một pha bóng mà bóng đã trôi qua một loạt các cầu thủ phía trước anh. Nhưng đó cũng là một trong những tình huống xử lý của các cầu thủ trẻ. Trong pha bóng vừa rồi thì không cần phải dùng quá nhiều lực, giống như Bùi Hoàng Sơn đã thể hiện trong tình huống dứt điểm. Chỉ cần giữ nguyên đầu và để cho bóng rơi vào đầu thôi và hướng về phía khung thành cũng sẽ là một tình huống dứt điểm nguy hiểm hơn rất nhiều. Chính xác như vậy, vừa rồi là một tình huống đá phạt có lực đi cực kỳ ấn tượng. Pha chuyển hướng tấn công không được, quá mạnh. Lúc này hai cánh của chúng ta chơi tương đối ấn tượng. Cánh phải đó là Phùng Vân Nam và cánh trái đó là Long Vũ. Nhưng đúng như anh Nam nói thì trong những đợt phản công và lên bóng chớp nhoáng của các thủ Đài Bắc Trung Hoa thì thường chúng ta không thấy có sự góp mặt của Long Vũ cũng như là Văn Nam để hỗ trợ cho ba trung vệ. Và đó chính là điểm mà chúng ta cần cải thiện, vì rõ ràng ở giải đấu hôm nay đối thủ của chúng ta không phải là Nepal, không phải là Đài Bắc Trung Hoa mà là U17 Thái Lan. Hoàng Sơn. Đã có lỗi của các cầu thủ tấn công bên phía U17 Việt Nam. Trợ lý trọng tài số 1 cho rằng bóng đã chạm tay Phùng Văn Nam trong tình huống tranh chấp vừa rồi. Một tình huống cho thấy sự non nớt trong mặt trận phòng ngự của Phùng Văn Nam. Một pha bóng mà lẽ ra Văn Nam phải ở vị trí phòng ngự ở bên phải thì số 12 lại bó vào khu vực trung lộ. Ở Sông Lam Nghệ An thì Phùng Văn Nam là một tiền đạo, nhưng lúc này thì đang được sử dụng như một cầu thủ chạy cánh, theo ngôn từ tiếng Anh hay gọi là wingback. Đây cũng là một cách bố trí dễ hiểu của huấn luyện viên trưởng đội tuyển U17 Việt Nam, vì đây là một trận đấu mà chúng ta cần nhiều bàn thắng trước tiên để có thể tạo được lợi thế trong trận đấu cuối cùng gặp cao thủ U17 Việt Nam, U17 Thái Lan. Vì nếu như trong trận đấu cuối cùng gặp cao thủ U17 Thái Lan chúng ta có được hiệu số tốt hơn thì chỉ cần một trận hòa thôi chúng ta sẽ có vị trí nhất bảng F. Sau rất nhiều những trận đấu mà cấp độ trẻ Thái Lan đã để thua Việt Nam ở thời điểm gần đây, thì tại vòng bảng của vòng loại U17 châu Á diễn ra tại Việt Nam tới đây, U17 Thái Lan đã quyết tâm và đem tới một đội hình được coi là rất mạnh. Theo thông tin chúng tôi có được thì có rất nhiều những cầu thủ trong đội hình của U17 Thái Lan đang góp mặt tại Thái Lịch. Biết rằng đây là những cầu thủ thực tế rất khó có thể được vào sân thi đấu tại sân chơi cao nhất của bóng Thái Lan. Nhưng có lẽ việc chỉ được cần tập luyện với cao thủ đàn anh thôi cũng giúp cho cao thủ trẻ của Thái Lan có lối chơi được coi là đĩnh đạc hơn khá nhiều so với lứa tuổi. Vừa rồi là một đường truyền rất trung lộ không thành công của cao thủ U17 Việt Nam. Người phạm lỗi vừa rồi là Nguyễn Trung Nguyên. Công Phương đã có vài đường truyền hơi vội vàng trong những tình huống tấn công của U17 Việt Nam. Những đường truyền tấn công trung lộ nó cần đòi hỏi sự chính xác một cách tuyệt đối của người truyền cũng như là người nhận bóng. Trong khoảng 2-3 đường truyền gần đây của Công Phương hướng lên vị trí tiền đạo mũi nhọn thì cả Đức Thiện hay Bùi Hoàng Sơn đều chưa sẵn sàng nhận bóng. Và đó cũng là lý do những đường truyền của Công Sơn chưa đạt được hiệu quả cao. Cách tấn công hiệu quả nhất của đội tuyển Việt Nam lúc này vẫn là triển khai tấn công biên dựa vào sự cơ động của Phùng Văn Nam và Long Vũ. Vừa rồi là thẻ vàng dành cho Nguyễn Trung Nguyên. Thực tế những trận đấu như này, như chúng tôi đã nhận định ngay từ đầu trận đấu, chúng ta cần phải tránh những thẻ phạt và chấn thương nữa. Biết rằng đây là những trận đấu mà chúng ta cũng cần khá nhiều những bàn thắng, nhưng rõ ràng trong tình huống vừa rồi thì cầu thủ số 19 của chúng ta có thể làm tốt hơn. Một tình huống áp sát để làm chậm thì rất có thể cầu thủ tấn công của Đài Bắc Trung Hoa cũng không thể làm gì hơn. Nhưng Trung Nguyên đã lựa chọn một phương án khác, đó là lướt lên để cắt bóng và đã thực hiện một tình huống phạm lỗi đi kèm với thẻ vàng.
Vừa rồi là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này. Xem lại pha bóng dẫn tới thẻ vàng. Chỉ cần một tình huống áp sát thôi cũng đã là rất khó khăn đối với cao thủ Đài Bắc Trung Hoa trong pha bóng vừa rồi. Trung Nguyên là một trong ba cầu thủ đến từ đội U17 FC Đà Nẵng. Và cho dù U17 FC Đà Nẵng đã không tham gia vòng chung kết U17 toàn quốc vừa rồi vì lý do kinh phí, một sự vụ mà cũng đã tốn kém rất nhiều giấy mực của giới truyền thông. Nhưng có lẽ do huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U17 Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Tuấn đã có từng có thời gian là giám đốc kỹ thuật của Trung tâm Đào tạo trẻ bóng đá Đà Nẵng nên hiểu rất rõ về những cầu thủ như Trung Nguyên, Đức Thiện hay là Huỳnh Văn Danh trên băng ghế dự bị. Thế nên ba cầu thủ này cho dù không thi đấu ở vòng chung kết vẫn tạo được ấn tượng tốt và vẫn góp mặt cho đội tuyển U17 Việt Nam tham gia giải đấu lần này. Bảng F của vòng loại U17 châu Á diễn ra tại Việt Nam từ ngày 5 tháng 10 cho tới ngày 9 tháng 10. Như vậy là chỉ trong khoảng 5 ngày thôi thì chúng ta sẽ phải chơi 3 trận đấu. Vẫn là Lapsen, khá nguy hiểm. Cần phải thận trọng hơn với những tình huống tranh chấp vừa rồi trong vòng cấm. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, rất nguy hiểm, thực tế là như vậy. Vừa rồi là một tình huống phòng ngự lỗi của trung vệ lệch phải Phan Văn Thành. Lỗi về vị trí đứng và lỗi cả về tư thế nữa. Tiếp tục lại là một pha bóng nữa mà Văn Thành và Phùng Văn Nam đã không hợp tốt với nhau. Người chạm bóng cuối cùng vẫn là cầu thủ tấn công bên phía U17 Đại học Trung Hoa. Anh có thể nhìn thấy khoảng trống rất lớn phía sau lưng Phùng Văn Nam và phía bên ngoài của Phan Văn Thành. Rõ ràng là Văn Nam cần phải có tác phong về phòng ngự để hỗ trợ cho các trung vệ tốt hơn nữa. Ý thức, đúng không? Ý thức vui về phòng ngự, vị trí phòng ngự nữa. Về mặt trận tấn công thì ở thời điểm hiện tại Văn Nam là Long Vũ đang làm tương đối tốt ở phía lang hai cánh. Nhưng về mặt trận phòng ngự thì hai cầu thủ này thực sự là vẫn chưa có được những gì được coi là tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Rõ ràng là những phút vừa qua của trận đấu này thì ba trung vệ của U17 Việt Nam cũng thực sự chưa đem lại những sự yên tâm. Đây là một trận đấu mà đội tuyển của chúng ta thi đấu với một đối thủ được coi là không mạnh. Người vừa bị phản lỗi là Lê Phát. Nhịp khống chế bước một của Lê Phát là rất tốt. Lê Phát cũng tham gia lò đạo PVF từ khi còn nhỏ tuổi, ở lứa tuổi U11-12. Phát quê ở Đắk Nông. Và cũng giống như huấn luyện viên Trịnh Quốc đã chia sẻ, tài năng của cầu thủ này được thể hiện rất sớm từ khi anh mới 13 tuổi và thi đấu chững chạc trong màu áo U13 PVF. Vừa rồi là tình huống xử lý của Phùng Văn Nam. Phùng Văn Nam là tiền đạo được đánh giá là tiền đạo xuất sắc nhất của lứa tuổi sinh năm 2006 của lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Thậm chí Phùng Văn Nam còn là vua phá lưới của giải U11 toàn quốc năm 2017. Đó là đội bóng được dẫn dắt dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Phạm Như Thuật. Đúng là La La Sen vẫn là điểm sáng trên hàng công của Đài Bắc Trung Hoa. Đây là một cầu thủ chúng ta có thể thấy là có tốc độ tốt. Và trong những tình huống phải đột phá cá nhân thì La La Sen thường vượt qua được các trung vệ bên phía đội tuyển U17 Việt Nam. Cầu thủ đang bị đau đó là Cung Chi Gu. Các bạn thân mến, chúng ta đang được theo dõi cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Đài Bắc Trung Hoa, trận đấu trong khuôn khổ vòng loại U17 châu Á bảng F
được tổ chức tại Việt Nam với sự gặp mặt của 4 đội Việt Nam, Thái Lan, Nepal và Đài Bắc Trung Hoa. Đây là những trận đấu do Tổng công ty Truyền cáp Việt Nam phối hợp cùng công ty truyền thông thế hệ mới Next Media và VFF phối hợp sản xuất và thực hiện. Ngoài việc tường thuật trực tiếp trên kênh On Sport News thì chúng tôi còn tường thuật trực tiếp trên rất nhiều những nền tảng như Facebook hay là những mạng xã hội cũng như là các kênh YouTube của Next Sport. Và lúc này trên trang tường thuật của Facebook On Sport có lượng người xem là 9.000 người xem trực tiếp. Rõ ràng là trận đấu của các cầu thủ trẻ nhưng cũng sẽ được thu hút và sự quan tâm của rất nhiều những khán giả Việt Nam lúc này. Phút 41 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ U17 Việt Nam, với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Bùi Hoàng Sơn. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 17. Rất tiếc là sau khi có bàn thắng của Bùi Hoàng Sơn ở phút thứ 17 thì các cầu thủ U17 Việt Nam đã không tạo ra được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm nữa. Ngược lại, họ đang có phần trùng xuống và để cho các cầu thủ U17 Đài Bắc Trung Hoa có được những cơ hội. Vừa rồi là tình huống xử lý chưa thực sự hợp lý của Phùng Văn Nam. Một pha xử lý lẽ ra nên nằm ở 1/3 phần sân của đối phương nhiều hơn là được thực hiện ngay ở phần sân nhà. Phùng Văn Nam vẫn đang giữ thói quen của một tiền đạo khi đang thi đấu ở vị trí hậu vệ biên phải. Li Yanju. Tình huống phá bóng không tốt của Long Vũ. Phá bóng vừa rồi cho thấy được sự non nớt của Long Vũ trong việc lui về phòng ngự. Vị trí và tư thế phòng ngự của Long Vũ cũng không phải là tốt, đúng không anh? Thực tế là ở lứa tuổi U15 và U16 thì còn rất nhiều những điều mà cầu thủ trẻ cần phải cải thiện. Lúc này đội hình của U17 Đài Bắc Trung Hoa đang đẩy cao và đây sẽ là cơ hội phản công cho đội tuyển U17 Việt Nam. Lê Phát không có tình phạm lỗi của Đài Bắc Trung Hoa. Larsen đã cần phải thận trọng với những tình huống cầm bóng của Larsen. Hai tình huống lùi về và pha bóng bằng đầu của Long Vũ đều không thực sự tốt. Công Phương, Phùng Văn Nam, Quốc Trung. Trọng tài đã thổi phạt tình huống phạm lỗi trước đó của các tiền vệ bên phía U17 Đài Bắc Trung Hoa. Hôm nay thì đội tuyển thành công nhất ở khu vực Đông Nam Á tại vòng chung kết U17 chắc chắn là Thái Lan. Họ đã có một chức vô địch và một ngôi vị Á quân. Chức vô địch của U17 Thái Lan giành được là vào năm 1998. Khi đó thì giải đấu vẫn còn tên gọi là U16 anh em ạ. Ở một giải bắt đầu từ năm 2023 thì giải đấu mới có tên gọi là U17. Và giải đấu ấn tượng nhất của Việt Nam mà anh Hưng nói đến đó chính là mùa giải U16 năm 2000 với sự có mặt của lứa Phạm Văn Quyền đấy không ạ? Thắng đúng không ạ? Quốc Trung, quả ném biên dành cho U17 Việt Nam. Phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Văn Thành, Hữu Trọng. U17 Việt Nam chỉ chơi tốt trong vòng khoảng 20 phút đầu tiên của hiệp đấu này. Sau đó thì họ đã không còn kiểm soát thế trận tốt như trước. Hoàng Sơn vẫn còn. Nỗ lực của Bùi Hoàng Sơn.
Công Phương. Vẫn là Công Phương. Bùi Hoàng Sơn. Quả tạt hơi mạnh. Đó là một quả tạt bóng có ý đồ rõ ràng hướng đến vị trí của Lê Đình Long Vũ, nhưng lực tạt hơi mạnh. Lê Phát thoát người rất nhanh. Vẫn là Lê Phát. Sẽ có quả phạt dành cho Lê Phát. Cử chỉ của trọng tài Mohamed là chưa thực sự rõ ràng, nhưng đó là tình huống mà Lê Phát đã thoát đi rất nhanh. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Động tác qua người rất hay của Lê Phát. Một sự tự tin có thể nói là rất đáng khen của một cầu thủ đang ở lứa tuổi thứ 15. Không có quả phạt dành cho U17 Việt Nam. Thực tế là có những tình huống xử lý tương đối khó hiểu đến từ trọng tài Mohamed Asarani. Một pha bóng mà có lẽ là cao thủ bên phía U17 Đài Bắc Trung Hoa là Hòa đã hai lần phạm lỗi với Lê Phát. Một tình huống kéo người trước đó và ngay cả tình huống sạc bóng sau đó của các cầu vệ bên phía U17 Đài Bắc Trung Hoa cũng là một tình huống phạm lỗi rõ ràng. Nhưng trọng tài Mohamed Asarani thì nói không. Cơ hội dành cho các thủ U17 Việt Nam, Hoàng Sơn. Không được. Tình huống phù hợp không hiểu ý nhau của Hoàng Sơn và Lê Phát. Ở cự ly vừa rồi thì rõ ràng với cái chân trái của mình, Hoàng Sơn cần phải quyết đoán hơn vì cự ly và có thể là góc sút cũng tương đối tốt rồi. Đáng nói hơn là Hoàng Sơn đã có một bàn thắng trong trận đấu này, thì sự tự tin của anh cần phải cao hơn nữa với pha xử lý vừa rồi. Rồi là tình huống xử lý chưa thành công của Đức Thiện. Trong số những cầu thủ thi đấu trên mặt trận tấn công của U17 Việt Nam thì Đức Thiện đang là một trong những gương mặt thi đấu mờ nhạt nhất. Đức Thiện là cầu thủ thuộc biên chế của U17F Đà Nẵng. Và vừa rồi là tình huống xử lý mất tập trung của Quốc Trung. Rất may là U17 Đài Bắc Trung Hoa đã có một đường chuyền không hợp lý. Người đã thực hiện đường chuyền hỏng là tiền vệ Cung Chin Yu. Văn Thành. Sẽ có 3 phút bù giờ và chúng ta đang ở phút bù giờ thứ 3 rồi. Rất có thể là mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở tỷ số 1-0 và lợi thế mong manh dành cho U17 Việt Nam. Công Phương. Tình huống xử lý hay của Bùi Hoàng Sơn. Lê Đình Long Vũ. Hoàng Sơn. Long Vũ. Không việt vị nhưng quả tạt của Long Vũ lại quá thiếu cảm giác. Có 3 cầu thủ áo đỏ đã áp sát cầu môn của U17 Đài Bắc Trung Hoa trong tình huống tấn công vừa rồi. Không việt vị nhưng quả tạt bằng chân trái của Lê Đình Long Vũ thì lại đi quá lực. Có Lê Phát, có Phùng Văn Nam áp sát khung thành nhưng quả tạt thì lại trôi ngược về phía sau. Và cả Hoàng Sơn nữa, chỉ cần một tình huống tạt bóng có độ chính xác cao thì Hoàng Sơn sẽ thậm chí có bàn thắng thứ hai. Như vậy là tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài Mohamed Asarani cũng đã vang lên. Tỷ số tạm thời là 1-0 dành cho U17 Việt Nam với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Bùi Hoàng Sơn ở phút thứ 17 của trận đấu. Một hiệp đấu mà đội tuyển của chúng ta cũng đã thi đấu tương đối áp đảo, nhưng phần nào đó thì Đài Bắc Trung Hoa cũng đã có một số những tình huống phản công gây nguy hiểm về phía khung thành của U17 Việt Nam. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ trong một phút để quay trở lại với những diễn biến trong hiệp 2. Trong hiệp 2 thì đội tuyển U17 Việt Nam sẽ bảo vệ cầu môn phía tay phải, hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Đúng như huấn luyện Phương Nam đã nói, một món quà sinh nhật vô cùng ý nghĩa của Hoàng Sơn, một bàn thắng vào lưới của U17 Đài Bắc Trung Hoa. Đức Thiện.
Long Vũ, vẫn là Long Vũ, không được. Bóng căng ngang khá nguy hiểm của Long Vũ nhưng bóng đã không thể đến được vị trí của Bùi Hoàng Sơn. Và trung vệ mang áo số 21 Lee Sin đã là người phá bóng. Một tình huống mà Lee Sin cũng đã phá bóng không tốt và suýt nữa thì nó thành tình huống phản lưới nhà. Nhưng đó là những tín hiệu khởi sắc của U17 Việt Nam. Việc thực hiện quả đá phạt góc này sẽ là Phùng Văn Nam. Nguy hiểm, bóng không đến đầu của Long Vũ. Quốc Trung, và xử lý vừa rồi là của trung vệ Trung Nguyên, người đã phải nhận chiếc thẻ vàng duy nhất của U17 Việt Nam trong hiệp đấu đầu tiên. Phùng Văn Nam. Và đó cũng chính là thẻ vàng duy nhất của trận đấu tới lúc này. Cho dù thực tế thì cao thủ U17 Đà Bắc Trung Hoa cũng có những tình huống phạm lỗi rất nguy hiểm trước khi cầu thủ Trung Nguyên của chúng ta phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này. Có một điều khá đáng tiếc đó là khán giả đã đến sân quá ít trong một trận đấu rất chất lượng như thế này. Một giải đấu tầm cỡ châu Á, một mặt sân rất đẹp, điều kiện thời tiết tuyệt vời. Và Việt Nam cũng đang sở hữu những cầu thủ trẻ rất tài năng. Nhưng không hiểu vì sao khán giả ở thành phố Việt Trì ngày hôm nay cũng đã chưa đến sân đông để cổ vũ. Thực sự chúng ta cần phải có những sự động viên nhất định với các cầu thủ trẻ. Cho dù ở mọi thời điểm có thể họ chơi hay hoặc là chưa hay, nhưng sự động viên của những người hâm mộ là vô cùng cần thiết. Chắc chắn là cao thủ trẻ của chúng ta sẽ chơi một tinh thần tốt hơn nếu như sân Việt Trì có lượng khán giả đông hơn nữa so với lượng khán giả đang có mặt ở trên sân vào lúc này. Chúng ta sẽ cùng hy vọng rằng những trận đấu tiếp theo nữa của đội tuyển U17 Việt Nam gặp Nepal cũng như là đặc biệt là gặp Thái Lan, lượng khán giả có mặt trên sân Việt Trì sẽ đông hơn nhiều là trận đấu gặp U17 Đà Bắc Trung Hoa. Công Phương và Long Vũ, những tình huống phối hợp bật tường 1-2 khá hay. Nhưng rất tiếc là bóng đã đi hết đường biên dọc. Long Vũ đang phải chơi ở một vị trí trái sở trường, nhưng cầu thủ mà số 16 của U17 Việt Nam cũng đang rất nỗ lực. Hữu Trọng, Quốc Trung. Nhìn chung là bộ đôi Quốc Trung và Công Phương đã hoạt động tương đối nhịp nhàng ở khu vực giữa sân. Nhưng cũng phải nói thêm rằng họ phải đối đầu với những cầu thủ tiền vệ không quá mạnh của đối thủ. Công Phương, Lê Đình Long Vũ, chạm đầu tiên rất tệ. Nhưng vẫn còn. Rất tiếc là quả tạt của Long Vũ hơi cao so với đà băng vào của Bùi Hoàng Sơn, người đang đứng ra sát đường biên để nhắc nhở và thúc giục các học trò là Nguyễn Quang Hải, người có biệt danh là Hải Gà, một cựu tuyển thủ quốc gia, một cầu thủ rất tài năng của lứa cầu thủ những năm tháng trước của bóng đá Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý kỹ thuật của Lê Đình Long Vũ. Chỉ tiếc cho đường chuyền cuối cùng thôi. Hôm nay là ngày sinh nhật của Hoàng Sơn và cá nhân tôi tin rằng sẽ có bàn thắng thứ hai cho cá nhân cầu thủ này. Những điểm đến cuối cùng của cao thủ U17 Việt Nam thường hướng tới vị trí của Hoàng Sơn. Cũng dễ hiểu bởi vì Hoàng Sơn đang là người chơi cao nhất trên hàng tấn công của U17 Việt Nam. Nhưng không nhiều người biết rằng Bùi Hoàng Sơn không thích chơi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Đây là một cầu thủ chơi được nhiều vị trí, nhưng vị trí ưa thích nhất của Hoàng Sơn là các vị trí tiền đạo cánh hoặc là những vị trí tiền vệ tấn công. Nguy hiểm! Pha xử lý tốt của Đức Thiện. Một tình huống không chơi bóng và xoay người dứt điểm trong khu vực cấm địa rất gọn gàng của tiền đạo đến từ FB Đà Nẵng. Nhưng hơi tiếc là tình huống dứt điểm cuối cùng của Thiện đưa thẳng trái bóng vào vị trí của thủ môn số 12 Sung Wen Xiang. Long Vũ. Những phút thi đấu đầu tiên của hiệp 2 là những phút thi đấu rất hứng khởi của cao thủ U17 Việt Nam. Và ít nhất vào hôm nay đã có
hai cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của U17 Đài Bắc Trung Hoa. Rất hay, và vào một chạm tốt. Sau đó là một tình huống xử lý không ấn tượng đến từ Văn Nam. Lúc này thì hai cánh Văn Nam và Long Vũ vẫn đang hoạt động tương đối tốt. Sự thay đổi người đầu tiên của trận đấu này thuộc về cao thủ Đài Bắc Trung Hoa. Khá lạ khi cầu thủ được coi là tốt nhất bên phía Đài Bắc Trung Hoa tính cho tới thời điểm này của trận đấu, đó là Lalassen đã rời sân từ rất sớm. Có lẽ gặp một chút vấn đề gì đó về thể trạng chăng? Nhưng nhìn vào nét mặt của Lalassen thì có vẻ như anh ấy không gặp một chút vấn đề nào cả, và có vẻ như anh hơi bất ngờ về việc phải rời sân. Cầu thủ vào sân đó là Lu Yiting. Và cầu thủ vào sân tiếp theo đó là Sai Yanchi. Trung Nguyên, Công Phương. Đức Thiện ném biên dành cho cao thủ U17 Đài Bắc Trung Hoa. Thực tế như nếu như Lalassen không gặp vấn đề gì về thể trạng thì thật khó có thể phán đoán ra được ý đồ thay người của huấn luyện viên trưởng bên phía U17 Đài Bắc Trung Hoa anh Nam ạ. Tỷ số trận đấu này vẫn đang là khá mong manh. Lalassen có thể thấy là một những mũi nhọn hàng đầu trên hàng công của U17 Đài Bắc Trung Hoa cho tới lúc này. Nếu như tỷ là 2 hoặc 3-0 nghiêng về U17 Việt Nam thì có lẽ sẽ là một sự tính toán của huấn luyện viên Sai Wen-gi cho những trận đấu tiếp theo của U17 Đài Bắc Trung Hoa. Cụ thể là họ sẽ gặp cao thủ U17 Nepal, đúng không ạ? Trận đấu sắp tới thì họ sẽ gặp Thái Lan, và rất có thể đó mới là toán tính của huấn luyện viên Tai. Rất có thể ông ấy cho rằng U17 Việt Nam sẽ là ứng cử viên số 1 cho bảng đấu này, và U17 Đài Bắc Trung Hoa sẽ tập trung cạnh tranh vị trí thứ 2 chẳng hạn. Nhưng đó là những gì mà chúng ta phỏng đoán thôi. Còn thực tế thì chúng ta cũng không biết được tình trạng của tiền đạo màu số 10 Lalassen như thế nào. Nhưng cũng phải thừa nhận với anh Triệu Quốc Hưng, đó là số 10 của U17 Đài Bắc Trung Hoa thực sự là cầu thủ nguy hiểm nhất. Và tôi đã có những chút nhẹ nhõm khi mà cầu thủ này rời sân. Pha xử lý của Quốc Trung khá hay, Lê Phát rất tốt. Hoàng Sơn, Phùng Văn Nam, các cầu thủ U17 Việt Nam đang kiểm soát bóng tốt, nhưng có cảm giác như là họ hơi thiếu tốc độ trong những tình huống phối hợp của mình. Những đường truyền qua truyền lại và thiếu tính đột biến, và sau đó là một tình huống xử lý rất vô duyên của Trung Nguyên, khá vụng về. Một hệ thống với 3 trung vệ như này thì các trung vệ cần phải có khả năng kiểm soát bóng thật tốt. Với một sơ đồ tấn công 3-4-3 như thế này, chúng ta cứ nhìn U23 hay là đội tuyển quốc gia Việt Nam khi họ sử dụng với sơ đồ 3 trung vệ thì các trung vệ phải đạt được mức yêu cầu như thế nào. Nhưng rõ ràng là ở lứa tuổi 15 và 16 như thế này thì các cầu thủ cần phải có thời gian để cải thiện nhiều hơn nữa. Công Phương, bóng đã đi hết đường biên dọc, ném biên cho cao thủ U17 Việt Nam. Khi mà đội hình của U17 Đài Bắc Trung Hoa dâng cao thì đương nhiên sẽ là cơ hội để chúng ta nghĩ tới những tình huống phản công có nhiều khoảng trống hơn. Ngoài việc
cao thủ U20 Việt Nam thiếu đi tốc độ như huấn luyện viên Phương Nam đã nói, thì rõ ràng chúng ta cần mạnh dạn hơn ở những tình huống đột phá cá nhân. Một tình huống phản công mà có hai cầu thủ áo trắng, trong khi đó chỉ có một cầu thủ áo đỏ phòng ngự. Và một vị trí của trung vệ lệch trái, đó là Trung Nguyên, cũng đã phải sang bên phía cánh phải để bóng lót. U17 Việt Nam đang bị ép sân, đó là điều không thường xuyên xảy ra trong trận đấu này. Công Phương, Lê Phát, vẫn là Lê Phát, rất hay. Bùi Hoàng Sơn, Hoàng Sơn làm gì? Dứt điểm, không được, bóng không đi vào khung thành của U17 Đài Bắc Trung Hoa. Đó là một tình huống giành bóng và chuyển đổi khá hay của U17 Việt Nam, nhưng rất tiếc là nó đã không thể kết thúc bằng một bàn thắng. Những pha xử lý rất tự tin và đáng khen của Lê Phát, qua người chờ đúng thời điểm mới thực hiện đường chuyền. Trong pha bóng này, anh Hưng nhận xét thế nào về tình huống di chuyển của tiền đạo Đức Thiện? Tôi nghĩ rằng Đức Thiện cần phải có một di chuyển tạo cho Hoàng Sơn một khoảng trống để đi bóng ở phía trong, vì có đứng ở vị trí đó thì rất khó. Đây là Hoàng Sơn, vẫn là Hoàng Sơn, không được. Những tình huống chạm bóng đầu tiên vẫn chưa thực sự tốt. Vừa rồi không phải là Hoàng Sơn mà là Đức Thiện. Nói tiếp về tình huống di chuyển chỗ trống của Đức Thiện, thì Đức Thiện cần phải có một tình huống tạo khoảng trống cho các đồng đội. Và thực tế nếu như đứng ở vị trí đó thì Hoàng Sơn cũng không thể chuyền bóng cho Đức Thiện để có thể có được một pha dứt điểm về phía khung thành của U17 Đài Bắc Trung Hoa. Đó là một điều mà tôi muốn hướng đến. Khi Hoàng Sơn dẫn bóng tốc độ vào khu vực cấm địa thì Đức Thiện cứ chạy theo và không biết mở góc độ, tạo ra sự lợi thế về vị trí để Hoàng Sơn có thể thực hiện đường chuyền. Như nói thậm chí di chuyển tốt thì Hoàng Sơn có thể có một tình huống đi bóng vào khoảng trống. Nếu như Đức Thiện đứng ở vị trí đó thì Hoàng Sơn chỉ còn một góc duy nhất, đó là đi bóng xuống và dứt điểm ở góc hẹp. Và ở góc hẹp như vậy thật khó để có thể trở thành một cơ hội thực sự nguy hiểm cho U17 Việt Nam. Phút thứ 58 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 1-0. Chắc chắn là những pha mộ của Việt Nam đang cần nhiều bàn thắng hơn nữa cho tới lúc này. Khá lúng túng trong những tình huống phối hợp. Đức Thiện đang có một trận đấu không thực sự tốt, đặc biệt là những tình huống chạm bóng thiếu cảm giác và cả những việc di chuyển chưa thực sự hợp lý. Nhưng đây cũng là một trận đấu mà bộ đôi Song Tuấn của ban luyện đội tuyển U20 Việt Nam đã gần như là chơi tất tay khi họ tung hết tất cả những cầu thủ tấn công tốt nhất của mình vào trong trận đấu này. Trên băng ghế dự bị của U20 Việt Nam không còn nhiều những gương mặt tấn công thực sự chất lượng. Cái tên đáng kể nhất đó là Nguyễn Đăng Khoa, cầu thủ sinh năm 2007 của U20 Huế. Lê Đức Phát là một tiền vệ trung tâm, Lê Ngọc Hưng cũng là một tiền vệ trung tâm. Còn lại hầu hết là thủ môn và các cầu thủ phòng ngự. Chúng ta cần phải cẩn trọng với những tình huống đá phạt cố định như thế này. Rất may là tình huống đá phạt góc vừa rồi của cao thủ Đài Bắc Trung Hoa là một pha dàn xếp đá phạt góc không tốt. Long Vũ, rất khó hiểu với những tình huống phối hợp như vừa rồi. Rõ ràng khi mà Hoàng Sơn chưa có được tư thế chuyền bóng tốt thì Lê Phát cần phải hỗ trợ cho anh một vị trí tốt hơn là băng lên khoảng trống như vừa rồi. Thực tế ra nếu một thế trận như thế này thì U17 Việt Nam cần phải có những pha phản công tốt hơn. Vì lúc này thì đội hình của U17 Đài Bắc Trung Hoa đang dâng lên rất cao rồi và sẽ có nhiều khoảng trống hơn
cho cao thủ chúng ta thực hiện những tình huống phản công. Đức Thiện. Lúc này thì Đức Thiện và Lê Phát đã đảo cánh cho nhau. Công Phương xin bóng rất lâu rồi nhưng Đức Thiện không chuyền. Một tình huống có thể nói là đi bóng khá tối của tiền đạo màu số 18 bên phía U17 Việt Nam. Công Phương đã giơ tay xin bóng khoảng vài giây trước đó rồi nhưng Đức Thiện vẫn không chuyền và sau đó thì mất bóng. Đặc biệt hơn là Công Phương ở một tư thế thực sự rất tốt. Không có gì trong phóng vừa rồi. Pha bóng mà Long Vũ đã hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Hôm nay vẫn chưa có sự điều chỉnh nơi ban luyện đội U17 Việt Nam. Lê Phát. Khá hay. Hoàng Sơn. Việt vị mất rồi. Rất tiếc cho tình huống thiếu quan sát của Hoàng Sơn và để bản thân mình rơi vào vị trí việt vị. Trước đó là những tình huống xử lý rất hay của Lê Phát, rất bình tĩnh, và kể cả việc truyền bóng cho Hoàng Sơn cũng là một đường truyền hay của Lê Phát, một cú chặt mu chân trái, bóng đi chìm và căng đến đúng vị trí của người đồng đội mà số 15. Rằng là hiệp 2 các cầu thủ U17 Đài Bắc Trung Hoa đã đẩy cao đội hình và họ đã tạo ra được những lợi thế nhất định về mặt thế trận, kiểm soát bóng nhiều hơn và cũng thực hiện được nhiều tình huống tấn công về phía khung thành của Bảo Ngọc hơn. Sự thay đổi người của U17 Việt Nam, người rời sân đó là Hoàng Sơn. Ta cùng xem lại bàn thắng duy nhất trong hôm nay của U17 Việt Nam được ghi do công của Hoàng Sơn. Người vào sân để thay cho Hoàng Sơn cũng là một cầu thủ đến từ PVF, tiền đạo Nguyễn Hoàng Anh. Hoàng Anh cũng là một trong những cầu thủ đã ghi bàn trong trận đấu giữa U17 Việt Nam và U19 Viettel diễn ra vào ngày 30 tháng 9. Và đây có lẽ là những fan đặc biệt của Bùi Hoàng Sơn. Đức Thiện, bóng vẫn còn trong sân. Sẽ có quả ném biên dành cho đội bóng áo đỏ. Đức Thiện có thể thấy đây là một cầu thủ có tốc độ tốt và chơi khá xông xáo, nhưng có lẽ là sau trận đấu này thì ban luyện của U17 Việt Nam sẽ có những sự điều chỉnh nhất định về cá nhân, lối chơi của Đức Thiện, đặc biệt là cách di chuyển cũng như là lối chơi đồng đội hơn. Pha bóng lên khá non của Hữu Trọng. Rõ ràng tính cho tới thời điểm hiện tại của trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Đài Bắc Trung Hoa thì đây là một trận đấu mà các cầu thủ trẻ của chúng ta chưa thể làm cho những fan mộ cảm thấy hài lòng. Vẫn là cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa rất khỏe. Tan Yan Yao nỗ lực bên phía cánh trái của Tan Yan Yao. Hôm nay không phải làm việc quá nhiều nhưng thủ thành của chúng ta với Bảo Ngọc đã chơi rất tập trung và anh làm việc rất tốt ở những tình huống mà cao thủ Đài Bắc Trung Hoa đã tạo được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của U17 Việt Nam. Văn Thành. Có cảm giác như U17 Việt Nam đang bị mất nhịp. Họ liên tục có những tình huống xử lý không như ý, không chê bóng hỏng, chuyền bóng hỏng. Trung Nguyên.
Chết vào đâu ạ kia chị. Tiếp tục lại là một tình huống phối hợp không thành công nữa của Long Vũ và Lê Phát. Lê Phát vẫn đang thi đấu rất năng nổ trên hàng công. Một trận đấu mà số 9 chúng ta di chuyển khá rộng. Trong ít phút vừa qua thì Đức Thiện và Lê Phát đã đào cánh cho nhau. Tình huống pha bóng an toàn của Phùng Văn Nam. Đúng là trong hiệp thiếu thứ hai này thì Văn Nam bên phía cánh phải và Long Vũ bên phía cánh trái đã tích cực hơn trong việc về hỗ trợ cho phòng ngự, nhưng vẫn có một cái gì đó rất trông chênh là phòng ngự của U20 Việt Nam trong trận đấu này. Và xử lý quá hay của Lê Phát. Cái tình huống xử lý vô cùng chững chạc của cầu thủ năm nay mới 15 tuổi. Lê Phát xử lý hay bao nhiêu thì Đức Thiện lại để lỡ pha bóng đó một cách đáng tiếc bấy nhiêu. Đức Thiện. Và xử lý rất tự tin của các cầu thủ U7 Đài Bắc Trung Hoa. Việc các cầu thủ Việt Nam thi đấu lúng túng đã góp phần giúp cho tinh thần của các cầu thủ U7 Đài Bắc Trung Hoa trở nên tốt hơn. Họ bình tĩnh, họ xử lý và đã có những tình huống xử lý thành công. Rất tự tin, cho dù đây là 1/3 sân nhà của Đài Bắc Trung Hoa. Đối Việt Vị mất rồi. Đối Việt Vị khá rõ thuộc về đội trưởng Yen Ching Chun. Đối Việt Vị rõ ràng. Trường thì đây cũng là một trận đấu đáng khen của cầu thủ U17 Đài Bắc Trung Hoa khi họ phải thi đấu trên sân của một đội bóng được đánh giá là mạnh hơn, đó là U17 Việt Nam. Tưởng chừng như chúng ta đã có một thế trận dễ dàng và tạo được ra nhiều bàn thắng sau khi có được bàn thắng từ khá sớm ở phút thứ 18 giao công của Hoàng Sơn, thì cho tới lúc này phút thứ 69 tỷ số vẫn đang là 1-0. Một tình huống phát bóng lên dành cho cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa. Pha xử lý của cầu thủ vào sân tay người, đó là Nguyễn Hoàng Anh. U17 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu này. Họ tập trung lại ngày 5 tháng 9 và sau đó thì ngày 13 tháng 9 đã lên đường đi tập huấn tại Nhật Bản. Tại đây thì U17 Việt Nam đã có 4 trận đấu giao hữu với kết quả là 2 thắng 2 thua trước những đội bóng thuộc trường đại học và trường trung học. Những đối thủ ở trường trung học thì là bằng tuổi với U17 Việt Nam. Còn khi phải thi đấu với những đối thủ ở các trường đại học thì rõ ràng đó là những bài học lớn dành cho các cầu thủ trẻ. U17 đã có 13 ngày tập huấn tại Nhật Bản và sau đó ngày 26 tháng 9 họ đã trở về nước và di chuyển lên Việt Trì. Ở đây U17 Việt Nam cũng đã có được một trận đấu giao hữu chất lượng với U19 Viettel và đã sẵn sàng với những công tác chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này, cho giải đấu này. Nhưng những gì mà các cầu thủ U17 Việt Nam thể hiện trong những phút đã qua thì chưa thực sự ấn tượng. Vừa rồi là một pha bóng khá non của Hữu Trọng, 3-1, 3 cầu thủ trung vệ của đội bóng áo đỏ và chỉ có một anh chàng tiền đạo của U17 Đài Bắc Trung Hoa, nhưng cuối cùng Hữu Trọng lại phạm lỗi. Đó cũng là pha bóng mà trong hiệp đầu tiên thì trung vệ lệch trái Trung Nguyên đã phải nhận thẻ vàng anh Nam ạ. Trong một tình huống chúng ta rất lợi thế về mặt số đông con người trong phòng ngự, nhưng Trung Nguyên đã quyết định có một tình huống cắt bóng và phạm lỗi và đó là thẻ vàng. Rõ ràng là có phải cần quá nhiều những sự điều chỉnh sau khi trận đấu này kết thúc.
Vừa rồi là một pha bóng cho thấy sự tự tin cao độ của thủ thành Nguyễn Bảo Ngọc. Anh chàng thủ môn 15 tuổi đã phán đoán điểm rơi, băng ra, bật cao và bắt bóng một cách cực kỳ tự tin. Trong pha bóng vừa rồi thì Bảo Ngọc đã không thể kiểm soát được xe bóng trước sự tác động của đội trưởng Gen Chinh Chung. Các trận đấu của bảng F vòng loại U17 châu Á, vòng thi đấu thứ hai sẽ được diễn ra vào ngày 7 tháng 10 vào lúc 16 giờ. Thì Đài Bắc Trung Hoa sẽ gặp Thái Lan. Trong khi đó thì tất cả các trận đấu của U17 Việt Nam tại giải đấu hôm nay đều diễn ra vào khung giờ 19 giờ. Ở lượt trận thứ hai thì Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Nepal. Và lượt đấu cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 10. Sự thay đổi người bên phía U17 Việt Nam. Cầu thủ vào sân đó là Đàm Trọng Phúc, cầu thủ đến từ đội Bình Phước. Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người, cầu thủ mang áo số 21 Phan Nguyễn Quốc Trung rời sân. Cầu thủ mang áo số 11 cầu thủ rời sân đó là tiền vệ trung tâm Quốc Trung. Hoàng Anh, vẫn là Hoàng Anh của Tật. Nguy hiểm, 2-0 cho các cầu thủ U17 Việt Nam. Và người ghi bàn là một trong những người đã chơi hay nhất của trận đấu này, tài năng trẻ 15 tuổi Lê Phát. Chúc mừng Lê Phát, một bàn thắng quá đẹp, cho thấy được khả năng chọn vị trí tốt và cùng với đó là sự kết nối với các đồng đội. Hoàng Anh cũng là một cầu thủ đến từ PVF và người dứt điểm là Lê Phát. Người đó đường truyền Hoàng Anh cũng là một cầu thủ PVF. Có lẽ là những năm tháng tập luyện cùng nhau ở màu áo của các đội trẻ PVF đã giúp cho bộ đôi này tìm thấy được sự ăn ý đặc biệt trong pha bóng dẫn đến bàn thắng nâng tỷ số 2-0 cho các cầu thủ U17 Việt Nam. Một phần thưởng xứng đáng dành cho Lê Phát. Pha bằng cắt quá hay và quả tạt của Hoàng Anh cũng là rất tốt. Tình huống phối hợp tốt hiếm hoi của tuyển U17 Việt Nam trong quãng thời gian thi đấu của hiệp 2. Chúng ta đã phải chờ đợi quá lâu cho bàn thắng này. Chúng ta cùng xem lại pha bóng tấn công hay dọc theo cánh phải. Hoàng Anh đã có những pha xử lý qua người rất ngọt và quả tạt cực đẹp ở tầm thấp. Lê Phát cũng đã rất dũng mãnh băng cắt và thực hiện cú bay người đánh đầu. Đây là một kỹ thuật không dễ, nhưng Lê Phát đã thực hiện nó một cách hoàn hảo và đầy dũng mãnh. Đặc biệt là Lê Phát đã đánh đầu dứt điểm ngay trước mũi giày, gầm giày của trung vệ bên phía U17 Đài Bắc Trung Hoa. Rõ ràng chúng ta rất mong chờ bàn thắng này và thời gian chính thức của trận đấu này vẫn còn nhiều để chúng ta nghĩ về việc có thêm những bàn thắng nữa vào lưới của U17 Đài Bắc Trung Hoa. Một phần thưởng xứng đáng dành cho Lê Phát. Sự thay đổi người bên phía U17 Đài Bắc Trung Hoa. Cầu thủ vào sân đó chính là Lin Hai Trang. Tại Bắc Trung Hoa có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 15 Tai Yan Yao rời sân. Cầu thủ mang áo số 11 cầu thủ rời sân đó là Tai Yan Yao. Văn Thành khá nhịp nhàng. Công Phương cần chữa. Công Phương được chuyền quá mạnh. Hướng chuyền và ý đồ chuyền bóng thì khá ổn, nhưng kỹ thuật chuyền bóng thì không tốt, lực quá mạnh. Trung Nguyên, Công Phương, Hoàng Anh, Đức Thiện. Đường chuyền của Đức Thiện cũng rất thiếu cảm giác. Người vừa cắt bóng vừa rồi là Đàm Trọng Phúc. Trong lượt trận cuối cùng gặp U17 Thái Lan, nếu như mọi thứ đều cân bằng thì sau hai hiệp đấu chính thức, hai đội bóng sẽ phải thực hiện những tình huống đá phạt luân lưu để xác định ngôi vị đầu bảng. Đó chính là một những điều lệ tương đối thú vị tại vòng loại U17 năm nay. Đương nhiên là không nhiều những fan mộ của Việt Nam sẽ mong điều đó diễn ra. Chúng ta cần có thêm một bàn thắng nữa để ít nhất vào thời điểm hiện tại
sau khi vòng thi đấu thứ nhất kết thúc, chúng ta sẽ có số điểm cũng như là bàn thắng bằng với cao thủ U17 Thái Lan. Trận đấu còn khoảng hơn 14 phút nữa cho thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này, chưa tính những phút bù giờ của hiệp thi đấu thứ hai. Vẫn còn đủ thời gian để chúng ta nghĩ tới những bàn thắng tiếp theo vào lưới của U17 Đài Bắc Trung Hoa. Lê Phát. Quá hay, Công Phương. Công Phương. Không được. Nam Trọng Phúc. Vẫn là Trọng Phúc. Trọng Phúc. Quả tạt. Không được. Lê Đình Lăng Vũ. Dứt điểm. Bóng không vượt được qua sự truy cản của các cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng áo trắng. Sẽ có quả phạt góc dành cho U17 Việt Nam. Vừa rồi là những pha vây ép liên tiếp của đội bóng áo đỏ. Công Phương đã có một tình huống xử lý rất bình tĩnh, nhưng lẽ ra vừa rồi là một tình huống trả ngược về tuyến hai cho Đức Thiện dứt điểm sẽ thuận lợi hơn là một quả tạt, và sau đó là tình huống dâng cao của Đàm Trọng Phúc. Hệ thống phòng ngự của U17 Đài Bắc Trung Hoa đã hoạt động tương đối tốt trong pha bóng vừa rồi. Nguy hiểm. Dứt điểm rất nhanh, không được. Liên tục là các tình huống dứt điểm của Việt Nam bị chặn lại bởi các hậu vệ áo trắng. Tình huống lên tham gia tích cực của Văn Nam bên phía cánh phải. Đây là một tình huống rõ ràng không thể thổi phạt đền đối với cao thủ bên phía U17 Đài Bắc Trung Hoa. Sẽ có một tình huống ném biên cho U17 Việt Nam. Cần phải có nhiều những tình huống ép sân liên tiếp như vậy với một cường độ cao và thời gian dài hơn nữa, khiến cho hàng phòng ngự của U17 Đài Bắc Trung Hoa mắc sai lầm, và chúng ta sẽ có thêm những bàn thắng nữa. Bảo Ngọc. Khá nguy hiểm. Vẫn là một tình huống đứng vị trí phòng ngự không tốt của Lê Đình Long Vũ. Người phá bóng là Hữu Trọng. Hữu Trọng là đội trưởng của U17 Sài Gòn, nhưng thực chất đây là đội bóng của trường năng khiếu Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với Học viện Lyon. Đức Thiện. Vẫn là Đức Thiện. Có 3-4 nhịp có thể chuyển cho Công Phương, và chúng ta có thể nhìn thấy được sự thất vọng đến từ đội trưởng Công Phương. Đức Thiện chơi quá nhiều chạm và rất nhiều chạm không hợp lý. Lê Phát. Đây là Lê Phát, cầu thủ chơi hay nhất tràn tấn công của đội tuyển U17 Việt Nam trong trận đấu này. Hay trong việc ghi bàn và hay trong những tình huống xử lý bóng cá nhân. Rõ ràng là những tình huống chạm bóng của Lê Phát đem tới nhiều sự hợp lý. Rất hay. Đây là Long Vũ. Căng ngang. Goal! Bàn thắng thứ 3 cho U17 Việt Nam. Cầu thủ vào sân thay người đó là Hoàng Anh. Hôm nay cả 3 bàn thắng của U17 Việt Nam đều ghi do công của các cầu thủ của PVF. Và 3 trong số 4 cầu thủ đã ghi bàn trong trận đấu tập với U19 Viettel đã ghi bàn ở trận đấu này. Còn một người nữa đó là Lê Ngọc Hưng đang ngồi trên băng ghế dự bị. 4 cái tên đã ghi bàn trong trận đấu đã tập với U19 Viettel, thì lúc này đã có 3 cái tên ghi bàn trong trận đấu với U17 Đài Bắc Trung Hoa. Đó là Lê Phát, đó là Bùi Hoàng Sơn và Hoàng Anh. Và vừa rồi là một tình huống phối hợp tấn công tốt của U17 Việt Nam. Những tình huống dàn xếp khu vực giữa sân, đường truyền xẻ nách, rất kỹ thuật, rất chất lượng. Và cùng với đó là tình huống căng ngang tốt của Lê Đình Long Vũ. Cuối cùng thì Long Vũ cũng đã có được một đường truyền thành công, và người ghi bàn là Hoàng Anh.
Chúng ta hãy cùng xem lại. Chạm đầu của Long Vũ là rất ổn, và sau đó là một đường truyền có ý đồ để Hoàng Anh cắt mặt và thực hiện tình huống dứt điểm. Tình huống dứt điểm thì có phần may mắn khi bóng đã chạm chân của cầu thủ phòng ngự bên phía Đài Bắc Trung Hoa và đi đổi hướng. Đức Thiện, Đức Thiện! Rất tiếc cho Đức Thiện trong tình huống xử lý vừa rồi. Tình huống không chế bóng bước một tốt, tình huống xử lý tiếp theo tốt, nhưng sự lựa chọn và quyết định dứt điểm cuối cùng thì lại thiếu chính xác. Vẫn còn nhiều thời gian nữa để chúng ta có được ngôi vị đầu bảng sau khi loạt trận đầu tiên kết thúc. Chính xác là còn khoảng 9 phút nữa cho thời gian thi đấu chính thức, chưa tính thời gian bù giờ. Ôi! Bàn thắng thứ tư rồi! Ít nhất bóng này chúng ta đã vươn lên vị trí đầu bảng F. Bàn thắng thứ hai của Lê Phát, và dứt điểm quá gọn gàng và hiện đại. Một cú đặt lòng vào góc xa rất mẫu mực của số 9 bên phía U7 Việt Nam. Đúng là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này không thể thuộc về ai khác ngoài Lê Phát. Sự bổ sung vô cùng chất lượng của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn tại vòng loại U7 châu Á năm nay. Liên tiếp là những bàn thắng đến với U17 Việt Nam. Rõ ràng đây là thời điểm mà U17 Đài Bắc Trung Hoa đã xuống sức. Tình huống qua người cũng của Lê Phát. Tình huống cắt bóng đầu tiên, ta có thể thấy là một tình huống mà Lê Phát đã phán đoán tình huống rất hay để pressing đối phương. Cái dáng người này, cái mái tóc này và tình huống nghiêng người dứt điểm này thì không biết là anh chị Quyên có liên tưởng đến ai không ạ? Anh là chuyên gia của các trận đấu của Ligue 1 và Paris Saint-Germain đúng không ạ? Ít nhiều thì cũng phải có sự liên tưởng đúng không ạ? Đó là một sự liên tưởng vui đến Kylian Mbappe đấy ạ. Và chúng ta sẽ cùng hy vọng là Lê Phát sẽ có một hướng phát triển đúng đắn, vì đây là một cầu thủ chúng ta có thể thấy là một trận đấu ở giải trẻ thôi, nhưng Lê Phát cũng đã có những sự chứng minh nhất định. Mà có thể nhìn thấy Lê Phát là một cầu thủ thi đấu tương đối hiện đại. Và một trong những sự điểm đã thực hiện ở hiệp 2 mang lại hiệu quả tối đa, đó là việc đảo cánh cho Đức Thiện và Lê Phát. Tôi đã may mắn bình luận những trận đấu của Lê Phát tại vòng chung kết U17 toàn quốc, và Lê Phát thực sự là chơi hay hơn khi được xếp ở vị trí tiền vệ tấn công lệch trái. Ở đó thì Lê Phát sẽ có được những tình huống xử lý bóng đi vào khu vực trung lộ và dứt điểm, giống như tình huống vừa rồi Lê Phát đã thực hiện tung lưới khung thành của thủ môn Chu Huy Sang bên phía U17 Đài Bắc Trung Hoa. Sự thay đổi từ hai cánh Long Vũ và Văn Nam sẽ rời sân. Cầu thủ mang áo số 16 Lê Đình Long Vũ rời sân. Cầu thủ mang áo số 14 Huỳnh Văn Danh vào sân. Rõ ràng đây là thời điểm mà huấn luyện viên Quốc Tuấn hoàn toàn có thể có những toan tính để giữ sức cho cao thủ chính thức, và đặc biệt là tránh vấn đề thẻ phạt. Lúc này thẻ phạt duy nhất chúng ta phải nhận đó là thẻ phạt của Trung Nguyên ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. Một thẻ vàng thực sự rất đáng tiếc. Vừa rồi là tình huống khống chế bóng không thành công của Vi Đình Thượng. Ở giải đấu U16 Đông Nam Á thì Vi Đình Thượng mới là hậu vệ biên trái số 1 của đội tuyển U16 Việt Nam. Đây là một cầu thủ thuộc biên chế của đội U17 Huế nhưng lại là một người con của Nghệ An. Người vào sân thứ hai cùng với Vi Đình Thượng là Huỳnh Văn Danh, một cầu thủ đến từ đội U17 SHB Đà Nẵng. Thế thì cũng tương đối lâu rồi chúng ta mới không thấy trong đội hình đội tuyển ở lứa U của đội tuyển Việt Nam không có sự xuất hiện của các cầu thủ trẻ của Hà Nội cũng như là Hoàng Anh Gia Lai. Cầu thủ rời sân bên phía U17 Đài Bắc Trung Hoa đó là Seung Si-wei. Và cầu thủ vào sân đó là Chun Jae-hui. Một cầu thủ nữa được tung vào sân bên phía U17 Đài Bắc Trung Hoa đó là Seo-gu Wang. Và đội trưởng vào số 8 đó là Ye Ching-chun rời sân.
cầu thủ mang áo số 13 Siu Si Wei vào sân, cầu thủ mang áo số 20 Chuan Ye Wei vào sân. Sang lại, tốc chiến ơi! Hold it work, tiêu! Sang lại, khoan lại! Sang lại, thắp tốc, sang lại! Cơ hội dành cho cao thủ U17 Đại Bắc Trung Hoa. Vẫn còn. Một tình huống đá phạt cho đội khách. Số 1 Linh Hai Trang vào sân ở những phút cuối hiệp 2. Anh còn rất khỏe. Ta có thể nhìn thấy thể hình của cầu thủ này cũng tương đối ấn tượng. Các bạn thân mến, các bạn đang được theo dõi trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Đài Bắc Trung Hoa, trận đấu trong khuôn khổ vòng loại U17 châu Á bảng F được tổ chức tại Việt Nam với sự tham dự của 4 đội bóng là Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa, Nepal và Thái Lan. Trận đấu được Tổng công ty truyền cáp Việt Nam VTV Cup phối hợp cùng với công ty truyền thông thế hệ mới Next Media và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tổ chức và thực hiện. Trận đấu này được phát trực tiếp duy nhất trên kênh On Sport News và cùng với đó là phát trực tiếp trên các nền tảng khác như kênh YouTube của Nextsport, kênh YouTube của OnSport và cả trang Facebook của OnSport nữa. Lúc này thì ngoài những khán giả xem trực tiếp trên truyền hình thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể theo dõi luồng live stream cũng như là phát trực tiếp của chúng tôi trên các hạ tầng khác nhau. Tình huống đá phạt hàng rào vừa rồi của các đội Đài Bắc Trung Hoa là một tình huống đá phạt không thành công, bóng không qua được rào chắn của U17 Việt Nam. Lúc này tỷ số là 4-0, tỷ số đang giúp cho đội tuyển của chúng ta tạm thời có được ngôi vị đầu bảng F, vượt lên trên đội tuyển U17 Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Và hôm nay ngay cả khi U17 của Đài Bắc Trung Hoa nếu có ghi được một bàn thắng nữa vào lưới của U17 Việt Nam thì chúng ta vẫn có ngôi vị đầu bảng. Vì số bàn thắng của U17 Việt Nam vào hôm nay ghi được là nhiều hơn số bàn thắng của U17 Thái Lan. Vừa rồi là một tình huống xử lý rất mạo hiểm của thủ thành bên phía U17 Đài Bắc Trung Hoa. Với 88 phút đã qua thì anh Hưng có thể nhận xét một cách khái quát về màn trình diễn của U17 Việt Nam trong trận đấu này được không ạ? Rõ ràng là đây là một trận đấu theo quan điểm cá nhân của tôi thì đội tuyển U17 Việt Nam vẫn phần nào đó chưa có được sự gắn kết cao. Vừa rồi là một tình huống không tốt, cơ hội. Rất may là số 1 bên phía Đài Bắc Trung Hoa Linh Hai Trang đã rơi vào thế việt vị. Nhưng đó cũng là một pha bóng mà hàng phòng ngự của U17 Việt Nam đã phát động tấn công không tốt và họ đã thực hiện đường truyền sai vào chân của tiền vệ bên phía đội bóng áo trắng. Cũng giống như bình luận viên Trịnh Quốc Hưng cũng có cảm giác là chưa thực sự hài lòng với những gì mà cầu thủ U17 Việt Nam đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay. Hy vọng rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu và chúng ta sẽ còn có trận đấu với Nepal nữa để chuẩn bị tốt nhất những gì có thể cho trận đấu quyết định với U17 Thái Lan. Những cái nhìn khái quát, những cái nhìn tổng thể, ai cũng có thể hình dung ra trận đấu quyết định sẽ là trận đấu với U17 Thái Lan. Đức Thiện, vẫn là Đức Thiện. Lê Phát, Đức Thiện hơi chậm. Công Phương, ngày hôm nay thì Công Phương cũng là một trong những người có được phong độ tương đối ổn định ở khu vực giữa sân. Nhạc trưởng của U17 Viettel cũng đang đóng vai trò nhạc trưởng của U17 Việt Nam. Thời gian bù giờ của hiệp 2 sẽ chỉ là 2 phút. Thời gian bù giờ là 2 phút. Có lẽ là mọi thứ sẽ dừng lại ở tỷ số này thôi.
4-0 cũng là vừa đủ để U17 Việt Nam vượt qua U17 Thái Lan để độc chiếm ngôi vị đầu bảng. Và chúng ta sẽ có những sự toan tính, những sự chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với U17 Nepal. Và có điều thuận lợi khác, đó là lịch thi đấu của đội tuyển U17 Việt Nam. Tất cả các trận đấu đều diễn ra vào khung 19 giờ. Có nghĩa là chúng ta cũng sẽ được biết kết quả của đối đầu giữa U17 Thái Lan và U17 Đài Bắc Trung Hoa. Trận đấu sẽ diễn ra vào khung giờ sớm 16 giờ trước khi chúng ta gặp U17 Nepal. Theo nhận định thì U17 Nepal là đội bóng được đánh giá là yếu nhất tại khu vực bảng F này. Cơ hội để có thể có bàn thắng thứ 5 cho U17 Việt Nam vẫn còn. Và đột phá không thành công vừa rồi là của Huỳnh Văn Danh. Đây đã là những giây bù giờ thứ 2 rồi. Pha xử lý rất tự tin của Huỳnh Văn Danh. Hữu Trọng. Thực tế ngày hôm nay để phải chọn một cầu thủ khiến cá nhân tôi cảm thấy hài lòng nhất, đó chính là Lê Phát. Cầu thủ chơi tốt trong trận đấu này, kết nối tốt với các đồng đội, và anh cũng chính là cầu thủ chơi hợp lý trong những pha chạm bóng của mình. Và đương nhiên phần thưởng cho Lê Phát đó là hai bàn thắng, một điều rất hợp lý thôi. Cần phải nói rằng Lê Phát cùng với Bảo Ngọc chính là hai cầu thủ ít tuổi nhất của U17 Việt Nam trận đấu này. Và đúng lúc này tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Ả Rập Xê Út Mohamed Asrani cũng đã vang lên. Tỷ số chung cuộc là 4-0 cho đội tuyển U17 Việt Nam và chúng ta tạm thời vươn lên đầu bảng F của vòng loại U17 châu Á. Các bàn thắng được ghi do công của những cầu thủ như là Lê Phát hai bàn, Hoàng Sơn là cầu thủ mở tỷ số, và một cầu thủ nữa ghi bàn đó chính là Nguyễn Hoàng Anh.